Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Một cái bản tin đầu tiên chúng tôi muốn mở màn ngay cho tất cả quý vị. Là bản tin cuộc chiến tranh ở Trung Đông đang nổ ra. Như tôi thưa quý vị trước đây rằng là có thể ba cái khu vực đang có thể bị ám ảnh bởi chiến tranh. Khu vực đầu tiên là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Nga tấn công Ukraine, chuyện đó xảy ra cũng được trên 2 năm nay. Và khu vực thứ hai có thể xảy ra đang nóng như cái chậu lửa đang xảy ra là chiến tranh giữa Trung Đông, giữa các nước Hồi giáo và Do Thái giáo, giữa các nước Hồi giáo và Do Thái, đặc biệt ngày hôm nay nó đang nổ ra giữa Iran và Do Thái, thì đó là chỗ thứ hai. Và có thể có rất là nhiều quốc gia sẽ dính vào cuộc chiến tranh, là Mỹ, các nước ở NATO sẽ ủng hộ Do Thái, và ngược lại thì một số nước Hồi giáo sẽ ủng hộ Iran, Tàu, Nga, Bắc Hàn có thể ủng hộ Iran. Và như vậy thì cuộc chiến tranh của Trung Đông có thể trở thành cuộc chiến tranh khu vực, trên thế giới, chúng ta không biết chừng. Và một điểm nóng thứ ba là Biển Đông của chúng ta, Trung Cộng chiếm Biển Đông. Và tòa án quốc tế thì cho rằng Trung Cộng không có mảnh đất cắm dùi tại Biển Đông. Và trong thời gian vừa qua, cuộc đối đầu giữa Quy Luật Tân và Trung Cộng tại các quần đảo của Quy Luật Tân rất nặng nề. Tập trận nổ ra tại Biển Đông của các nước ủng hộ Quy Luật Tân, trong đó có Nhật Bản, Mỹ và Quy Luật Tân, và có thể có thêm Úc và có thể có thêm Ấn Độ, khiến cho cuộc tranh chấp ở tại Biển Đông càng ngày rất căng thẳng. Và một trọng điểm thứ hai khu vực Biển Đông nữa là giữa Trung Cộng và Đài Loan. Đằng sau Đài Loan còn có một số quốc gia đồng minh lớn như Mỹ và như như là Mỹ và như là cả Nhật. Cho nên việc mà Trung Quốc đang đứng trước một cuộc chiến rất lớn tại Biển Đông. Như vậy, người ta đặt một giả định rằng nếu ba nơi như vậy bùng nổ chiến tranh thì Mỹ có đủ sức đương đầu trong ba cuộc chiến tranh khác nhau này không? Thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ rằng cho rằng chúng ta có đủ sức để đối phó một lúc ba cuộc chiến tranh. Thì coi sự đối phó của Mỹ nó như thế nào. Và người ta hay thường nói 3 đến 1 không chột thừa thì què. Thì ba khu vực mà Mỹ có thể có trong tham chiến thì nước Mỹ có què không? Đó là chuyện lớn. Cái bối cảnh nó diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang bầu cử tổng thống, đang rất là căng thẳng. Ông Biden đang rất là quan ngại tham dự bất cứ cuộc chiến nào trong cái thời buổi bầu cử tổng thống, vì đó là con dao hai lưỡi. Nó có thể ảnh hưởng tốt cho ông Biden và có thể ảnh hưởng cực kỳ xấu cho ông Biden, ảnh hưởng xấu về kinh tế, ảnh hưởng xấu về chính trị, ảnh hưởng xấu về chết chóc quân sự. Những cái người, những quan tài của đến Mỹ từ khắp nơi được trở về Hoa Kỳ thì thưa quý vị, có thể dẫn đến cái sự hoang mang lo sợ người Mỹ. Thì đây là vấn đề nó nổ ra đến mức nào và ảnh hưởng tới người Mỹ ra sao là một câu hỏi rất lớn. Thì chuyện là chuyện của thế giới. Tôi kể quý vị nghe chút xíu chuyện văn phòng của Calibre, nhật báo Calibre vào tối hôm qua rất là vui. Thì thông thường là 9 giờ tối là tờ báo được trình bày xong, tin tức xong và chuyển sang nhà in bằng điện tử. Nhà in sẽ in và giao báo vào sáng thứ 6 giờ California để tòa soạn đi gửi đến các nơi, các địa điểm trong vùng. Thì bản tin cuối cùng của cô Hương Giang gửi qua cho cô Yến Đào vừa đặt cái dấu kết thúc, thì cô Hương Giang coi bản tin truyền hình của CNN cho thấy rằng Do Thái đang trả đũa Iran, là thả rocket, thả hỏa tiễn và cho drone bay vào khu vực của Iran, và báo chí thế giới cho rằng chiến tranh có thể nổ ra. Thì ngay lập tức Tô Vượng Giang bước vào cuộc tìm hiểu, thì chúng tôi đọc tin tức ban đầu, theo dõi tin tức ngay từ đầu lúc nó nổ ra. Bản tin nổ ra vào lúc 6, 9 giờ 6 phút tối giờ California và tối thứ năm. Thì chúng tôi 9 giờ giao báo, 9 giờ 6 phút thì bản chiến tranh mới nổ ra và bản tin mới nổ ra. Thì chúng tôi mất khoảng gần mấy chục phút mới làm việc. Chúng tôi mới gọi đi nhà in báo rằng chúng tôi sẽ giao báo trễ hôm nay khoảng 1 tiếng đồng hồ để coi bản tin giờ chót hấp dẫn. Đảm bảo tin giờ chót rất quan trọng thưa quý vị. Thì tôi, Hương Giang, Yến và một số anh em ngồi lại để mà làm bản tin cuối cùng. Bản tin chúng tôi được tổng hợp từ hãng thông tấn AP với ba ký giả, phóng viên chiến trường của Mỹ có mặt tại địa điểm, đó là Dan Morrison, đó là Frank Francesca
và Francesca Chambers, phóng viên thứ ba là Tom Vandenbroek, thì ba người, và cái tờ được viết trên cái tờ USA Today. Thì chúng tôi nói với quý vị, làm tin thì nó như thế này, có khi có một bản tin nó ra ban đầu có khoảng một vài dòng ha, báo cho cái bản tin nó đổ ra chiến tranh của Do Thái và Iran, nhưng mà cứ ra 5-10 phút, 1-20 phút họ nhận được tin thêm từ chiến trường, họ bổ sung thêm, và có thể bản tin lúc đầu nó thô thiển lắm, chỉ vài dòng, nhưng khoảng chừng nửa tiếng sau thì nó tràn ngập tin tức, tràn ngập tin tức, và nó nâng cấp cái bài báo lên để thành bản tin lớn. Và chúng tôi phải, do vậy chúng tôi cập nhật liên tục cho đến khoảng 10 giờ hơn chúng tôi mới giao tờ báo sang nhà in, đã in kịp cho tờ báo phát hành 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thì đó là cái chuyện của không khí tòa soạn, kể ra cho quý vị vui là bốn qua tòa soạn đã bị rất là căng thẳng và chạy đôn chạy đáo sang tin giờ chót, và trong lúc cái Ngụy Xuân Nam lại cũng sang tin để lo bản tin buổi sáng 8 giờ sáng của mình, bản tin ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến quý vị. Thì khi quý vị nghe bản tin chúng tôi đó, thì có thể những bản tin mới hơn nó sẽ được ra, chúng tôi sẽ cập nhật tiếp bằng báo chí, bằng online, bằng các YouTube khác, những bản tin khác nhau của chúng tôi buổi sáng, và chúng tôi sẽ với đoàn trọng làm tin buổi trưa sẽ tiếp tục, và Hương Giang vào buổi chiều sẽ tiếp tục ngày thứ sáu, thì tiếp tục gửi đến quý vị, cho nên quý vị luôn được cập nhật, cho nên chúng tôi không muốn là quý vị nhận tin trễ. Cảm ơn quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chiến dịch này. Và bây giờ câu chuyện chiến tranh giữa Iran và Do Thái nó như thế nào? Chúng ta biết cuối tuần vừa qua thì Iran đã cho cái mở đợt không kích tấn công vào Do Thái. Vì trước đó họ không kích tấn công Do Thái bằng 300 máy bay drone, bằng một số đạn đạo và hỏa tiễn bắn vào Do Thái. Bởi vì sao? Iran không muốn tấn công gây chiến Do Thái, vì Do Thái là một thứ cường quốc của quân sự tại Trung Đông. Nhưng mà một số tướng lãnh, ba vị tướng lãnh của Iran bị Do Thái ám hại, ám sát tại Syria, và Iran kiên quyết sẽ trả thù cho ba người tướng lãnh này, và người ta đoán là Iran sẽ tấn công Do Thái. Và câu chuyện xảy ra vào tối hôm qua thứ năm, thì thưa quý vị là như vậy, là Iran đã đúng như dự đoán, đã mở đợt tấn công Do Thái. Thì thoạt đầu tiên chúng ta nghe những người phóng viên chiến trường, những người dân họ nghe tiếng nổ đi đùng trên lãnh thổ Iran mà không biết nổ ở đâu, ai tấn công, nổ ở đâu, nổ bằng phương tiện như nào, những câu hỏi rất lớn, và các cấp phóng viên ký giả đang chạy tán loạn để tìm kiếm tin tức. Thì cuối cùng cái tin nó ra như giai đoạn đầu nó rất là messy, lộn xộn lắm, nó tin rất là nhiều nguồn, và họ điều chỉnh từ từ ra dung nhan của trận trả thù của Do Thái vào Iran. Đó. Như vậy Do Thái ám sát, thả bom, giết chết một số vị tướng lãnh của lực lượng mà hoàng gia của Iran, lực lượng bảo vệ của Iran, và Iran trả thù tấn công lại, và Do Thái thì trả thù lại Iran nữa, thì còn gì nữa không? Và ngay lập tức những tin một vài giờ sau đó thì ta biết hai phe bắt đầu thành hình. Phe của Do Thái cũng rất là đông, Mỹ và một số nước đồng minh của G7, đồng minh của NATO tuyên bố là ủng hộ Do Thái. Và bên kia thì chúng ta chờ đợi là Nga, Tàu và Bắc Hàn có thể lên tiếng ủng hộ Iran, nhưng ta chưa thấy phía Iran có những ai lên tiếng ủng hộ. Họ có lẽ họ đang chờ đợi, họ đang làm việc với nhau. Thì hai bên bắt đầu có những hỏa lực ám sát và hỏa lực tấn công, hỏa lực thủ tiêu nhau, thì chuyện nổ ra, và tiếng đi đâu nổ là tiếng nổ của khi chiến tranh trả thù nhau, và có thể bùng nổ là cuộc chiến tranh của vùng Trung Đông. Mà nếu nó đều xảy ra Trung Đông như vậy thì trên thế giới này ba hai là lửa trong ba là lửa đã xuất hiện. Câu hỏi đặt ra cuối cùng, chừng nào là cuộc chiến tranh giữa do cuộc chiến tranh của Trung Quốc và Phi Lục Tân và các nước đồng minh Phi Lục Tân là Mỹ và Nhật Bản, Úc sẽ nổ ra?
Chúng ta biết rằng trong cuộc họp tại Hoa Đình Đốn thì ông Tổng thống Clinton họp với Tổng thống của Hoa Kỳ ông Biden và họp với Thủ tướng của Nhật Bản vừa qua diễn ra từ ngày đó Hoa Đình Đốn, và các bên đều kiên quyết giữ gìn toàn bộ lãnh thổ trật tự cho cái Biển Đông. Và thưa quý vị, và nếu mà Trung Cộng chỉ cần liều lĩnh một chút xíu đó, gây hấn ra thì chiến tranh có thể nổ ra. Chuyện nó như thế nào thì Trung Cộng có kiềm chế được mình hay không, hay là sẽ tấn công vào quy luật tân để rồi tham chiến trên toàn Biển Đông. Và cái thứ hai nữa, Trung Cộng lâm đen muốn lấy Đài Loan thì chừng nào họ lấy, và nếu Trung Cộng đánh chiếm Đài Loan thì Mỹ và Nhật Bản sẽ ủng hộ như thế nào. Tất cả những cái điều đó có thể nổ ra trong thời gian tới, đặc biệt trong hoàn cảnh họ muốn 3 đến 1. 3 là ai? Là 3 cái lò lửa đó: Trung Cộng, Nga và Trung Đông sẽ đánh đồng minh của Mỹ và Mỹ. Thì 3 đến 1 không trọc thì què, thì có nên Mỹ có què không? Thì trong cuộc phỏng vấn của báo chí với ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ thì người ta đặt cái giả thuyết là nếu ba nơi nổ ra như vậy thì Mỹ có đủ sức đảm đương không? Thì ông Bộ trưởng Bộ phòng Mỹ cho biết rằng Mỹ có đủ sức để tiến hành một lúc ba cuộc chiến tranh. Câu nói đó là câu nói tự trấn an mình hay là câu nói tự tin, chúng ta chờ xem. Nhưng mà phía ông Biden thì cũng lo ngại, vừa cũng bảo vệ đồng minh là Phi Luật Tân, vừa cũng bảo vệ đồng minh là Do Thái, vừa cũng bảo vệ đồng minh là Ukraine. Nhưng mà ông Biden cũng gặp trăm ngàn khó khăn. Liệu nếu chiến tranh nổ ra như vậy thì chết chóc sẽ đưa xác tín Mỹ bay về Mỹ nhiều, thì như vậy người Mỹ có bầu cho ông Biden không? Đó là một câu chuyện khác. Cái thứ hai nữa, chúng ta biết rằng cái câu chuyện hiện nay của Mỹ đang gặp rất nhiều rắc rối trong việc tài trợ cho Ukraine và cho một số nước khác, cho Do Thái. Con số ngân sách 96 tỷ đang được tranh chấp, và có thể Hạ viện sẽ lật đổ ông Mike Johnson là chủ tịch Hạ viện Cộng hòa. Ông Mike Johnson thì muốn thông qua ngân sách 96 tỷ dành cho các nước đó, nhưng mà bà Marjorie Taylor Greene đó, thì chống đối quyết liệt, và đi bà cho rằng có thể bà xin lột cái chức của ông Johnson, chủ tịch Quốc hội Johnson, nếu chủ tịch Quốc hội thông qua cái số tiền này. Vậy bà có làm nổi không? Và phần cuối chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập vấn đề đó sâu hơn cho quý vị. Như vậy thì cuộc chiến quốc tế, ba cuộc chiến đang âm ỉ, đã nổ, đang nổ và sẽ nổ, cộng thêm cái cuộc chiến về ngân sách nước Mỹ đang là vấn đề rất nhức đầu cho ông Biden. Mà ông Biden đang muốn ông đang muốn nước Mỹ diễn ra trong một tình trạng bình an và phát triển đến chi, để ông có thể thuyết phục quần chúng là ông lãnh có một sự lãnh đạo tuyệt vời và đem lại công ăn việc làm, kinh tế phát triển, thế bình ổn. Ông đâu muốn chiến tranh, mà nếu dân nổ ra thì ông Biden là người rất là đứng trước khả năng là bị expose to những sự nguy hiểm, là có thể mất phiếu, mất cử tri. Chúng ta thấy cái chuyện đó nó dễ dàng xảy ra lắm. Thì trở lại chút xíu về cái nguyên nhân tiếng nổ ở tại Iran. Thì sau khi mà những tiếng nổ vang lên ban đầu, người ta không biết nổ từ đâu, nổ vì cái gì, ai bắn ai gây ra nổ và đầy đạo vân vân, thì chỉ một thời gian rất ngắn sau đó thì với nhiều sự tin tức của hãng tin khác nhau, hãng tin Fars, Fars là hãng tin lớn của Iran và tin bán chính thức của Iran, cùng một số hãng tin khác như chúng tôi nói ABC, CBS, NBC, NBC là National Public Radio, ông sang tin ở nhiều hãng tin khác của Mỹ và của thế giới nhảy vào cuộc, thì họ biết rằng đó là tiếng nổ từ drone, máy bay drone của Do Thái, và trọng pháo Do Thái, pháo kích của Do Thái trên lãnh thổ của Iran, sẽ bắn vào một cái phi trường quân sự gần Isfahan. Chúng ta biết là họ bắn vào phi trường quân sự Israel theo tin của New York Times được phối kiểm từ ba nguồn tin khác nhau từ Iran á, thì họ cho biết rằng những tiếng súng nổ, những tiếng bom rơi đạn nổ, những tiếng oanh kích của drone á, thì họ khi Do Thái đang mở đợt tấn công vào phi trường của gần cái
thành phố Isfahan, thành phố đó ở đâu thì trên bản đồ của Iran thì chúng tôi cũng chưa kịp điều tra. Thì nhưng mà quý vị biết tấn công thành phố Isfahan là như vậy thôi. Và cho đến giờ này thì tin tức xác nhận là những cái cơ sở mà hạt nhân đó của Iran chưa bị tấn công, còn là an toàn. Vậy rằng đe dọa rằng nếu mà quý vị tấn công một cơ sở Iran của chúng tôi, cơ sở hạt nhân của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tiến hành việc mà sản xuất bom nguyên tử và chúng tôi sẽ đánh quý vị bằng bom nguyên tử. Như vậy chúng ta có thể là cái tầm vóc quy mô cuộc chiến mà Iran và Do Thái có thể đi xa hơn, bởi vì Do Thái có bom nguyên tử và Iran đang trong giai đoạn tinh luyện bom nguyên tử. Và nếu như mà Do Thái tấn công vào lò nguyên tử thì Iran tuyên bố là tôi sẽ cho tinh luyện bom nguyên tử và sử dụng lại bom nguyên tử với Do Thái. Thì như vậy thì chúng ta chưa biết là tình hình sẽ như thế nào, rất là căng thẳng. Thì bây giờ chúng ta thấy ló dạng là một chiến tranh mới. Nguyên nhân thứ hai trong ba ngòi nổ, thì một ngòi nổ đã nổ đó là giữa Nga và Ukraine, nhưng tôi nói mà ngòi nổ đang nổ và có thể nổ lớn là Iran và Do Thái, thì chừng nào tới Biển Đông chúng ta chưa biết, nhưng mà 2/3 khu vực đã bùng nổ chiến tranh và đó là điều lo ngại của các nước trên thế giới này. Và bên cạnh tiếng nổ từ các hỏa lực của Do Thái tấn công vào Iran thì hệ thống phòng không phòng thủ của các địa phương của Iran cũng bắt đầu nổ chống trả lại, cho những cái giới phóng viên nghe tiếng nổ rác đác, luôn tiếng nổ lung tung ở nhiều nơi bùng nổ lên, là giữa hai bên đã đánh nhau qua lại. Thì khi mà nổ ra như vậy, bắn nhân quả mà hỏa tiễn trên không như vậy và drone bay trên bầu trời nhiều như vậy, 300 máy bay drone mà của trước đó thì 300 máy bay drone của Iran tấn công vào Do Thái. Tại sao tấn công? Chúng ta biết rằng các cái vệ binh cách mạng, một vị tướng vệ binh cách mạng, ba vị tướng vệ binh cách mạng của Nga trong vực thăm Syria thì đặc biệt tại đó thì bị Do Thái cho máy bay drone tấn công và ba vị tướng thì đã chết. Thì ông giáo chủ Khomeini của Iran đã tuyên bố rằng Iran sẽ trả thù. Thì mới tuần trước Do Thái tấn công ba vị tướng thì chết, thì tuần này Iran đã lập tức trả thù và Do Thái dự đoán trước là mình sẽ bị trả thù và Do Thái cũng không có ngại ngùng đánh trả lại. Coi thử vấn đề còn lại Iran dám chơi đến mức độ nào. Thì một số các quốc gia lớn trên thế giới ảnh hưởng của đã im trời Do Thái, tuyên bố im trời Do Thái, coi thử Iran có dám so kè không. Và cái vấn đề thứ hai nữa đó là coi thử Nga và Trung Quốc, Bắc Hàn và một số đồng minh khác của Iran có tuyên bố sẽ ủng hộ Iran không. Chúng ta sẽ chờ xem. Cái tin này còn phát triển lớn, thưa quý vị, còn nhiều chuyện. Trên ngày mai quý vị nghe tiếp trong ngày, suốt những câu chuyện trong ngày chúng tôi, ngoài việc đề cập cái việc phiên tòa xử tổng thống Trump ra, thì cái cuộc chiến tranh đa quốc gia trên thế giới này giữa phe Do Thái và phe Iran cũng sẽ được đề cập rất nhiều trong chương trình ngày mai giữa chúng tôi, gồm nhiều chương trình khác nhau với chúng tôi, sau đó với Đoàn Trọng và buổi chiều với Hương Giang và tiếp tục với chúng tôi tiếp. Thì như vậy chúng ta sẽ có bàn rất nhiều về bản tin, các bản tin liên quan và những cái tin tức liên quan với cái cuộc mà tình hình tại xử ông Trump rồi diễn biến ra sao, thì chúng ta sẽ đề cập về cuộc chiến tranh tại Iran và Do Thái cũng được đề cập đến. Thì khi mà phạt đầu tiên chúng ta biết là cái còi hụ báo động rất là nhiều in nổi trên nhiều cái cộng đồng ở tại Iran, mà xác định thì người ta phải đang tìm cách xác định nó đang diễn ra cái gì ở đâu, sẽ cái gì xảy ra ở đâu. Và trong một khu vực ở biên giới phía bắc của Israel thì cái việc mà gần Israel thì tiếng còi hụ cũng rất là nhiều, xem ra thì báo động giả, xem ra thì báo động không thật. Thì như vậy là thật giả lẫn lộn đã đủ thứ trò. Thì nhưng mà tự trung lại cái chính nhất là Do Thái đã trả thù Iran. Do Thái thoạt đầu giết ba cái tướng trong vệ binh cách mạng của Iran tại Syria và bị Iran trả thù lại tấn công Do Thái bằng 300 chiếc drone và một số
airstrike, pháo kích hỏa tấn công hỏa tiễn. Và bây giờ vài ngày sau thì Do Thái mở đợt tấn công để Iran. Đó là tình diễn biến như vậy thưa quý vị. Và diễn biến Do Thái tấn công Iran trở lại mới xảy ra vào tối hôm qua thứ năm vào lúc 9 giờ. Và cho đến giờ hôm nay thì chúng ta đã nói bên trên là Iran đã tuyên bố với thế giới biết rằng nếu mà là nguyên tử của Iran bị tấn công, bị tấn công thì bị Do Thái tấn công thì Iran sẽ đánh bằng bom nguyên tử trên lãnh thổ Do Thái. Lời đe dọa ông của ông Khomeini, giáo chủ của Iran, khiến ra nghe mình lạnh lạnh người, là nếu cái lò nguyên tử của Iran mà bị tấn công thì chúng ta xúc tiến lò bom nguyên tử và sẽ dùng bom nguyên tử đánh trên đất Do Thái. Thì cái lời tuyên bố rất là lạnh người. Nhưng mà cho đến giờ này thì lò nguyên tử của Iran an toàn, không bị tấn công. Là cái lời đe dọa đó của ông Khomeini, giáo chủ Khomeini, thì có thể không, Iran không chưa sản xuất vũ khí nguyên tử, bom nguyên tử, và cũng không có vũ khí nguyên tử để tấn công vào Do Thái. Thì cuộc chiến tranh nó đỡ sát hại hơn, đỡ chết chóc nhiều hơn. Chúng ta chờ xem. Do Thái, Iran yêu cầu cái Liên Hợp Quốc ra lệnh Do Thái phải ngưng hành động tấn công Iran. Trong khi đó Do Thái trả thù Iran, Iran trả thù Do Thái, thì Iran khiếu nại với chúng tôi. Có ngồi nghe cái vụ phỏng vấn của một đại sứ của Iran tại Liên Hợp Quốc trả lời báo chí Hoa Kỳ rất rầm rộ, là họ họ bênh vực cho cái Iran. Thì Iran yêu cầu Tổng thư ký Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc á, nó kêu là UN Security Council, nó, Hội đồng An ninh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc á, và hôm thứ năm ngày hôm qua thì đại diện của Iran yêu cầu Liên Hợp Quốc ra lệnh cho Do Thái phải chấm dứt, phải triệt thoái và chấm dứt bất cứ những liều lĩnh quân sự nào, phiêu lưu quân sự nào nhằm chống lại cái quyền lợi của người Iran trên khắp mọi nơi. Dù là Iran ở trong nước hay là Iran ở các nước lân bang, Iran ở trên thế giới, Iran yêu cầu Liên Quốc ra lệnh Do Thái không nên xâm phạm và đe dọa đến cái an toàn và an ninh của các nhân vật, nhân sự cũng như là cơ sở vật chất của Iran trên toàn thế giới. Đó là cái lời yêu cầu của phía đại sứ của Liên Quốc tại Iran. Đại sứ của Iran tại Liên Quốc. Và ông đại sứ, ông tổng thư ký của Liên Quốc cũng cảnh cáo rằng cái Trung Đông, thì trong đó có Do Thái, có Iran, một số quốc gia khác, phải bảo đảm tránh tối đa cái giây phút mà hiểm họa chiến tranh nguy hiểm này, phải bảo đảm an toàn cho khu vực này không có gây nguy hiểm cho chiến tranh xảy ra. Đó. Thì cùng lúc đó phương lượng mà hòa bình đang diễn ra, những cố gắng vận động Liên Quốc can thiệp diễn ra, thì hai bên cũng có những cái cố gắng nâng cao cái khả năng quân sự của mình. Từ cuộc chiến tranh nó có thể trở thành chiến tranh của cấp vùng, cho nên Israel với sự giúp đỡ hợp tác của Hoa Kỳ, họ thì hợp tác rất mạnh và tuyên bố rất mạnh, và các nước mà ở phương Tây, các đồng minh phương Tây và đồng minh đông vùng, họ là một liên minh gọi Joint Forces, mà thành là cái lực lượng tổng hợp, lực lượng toàn diện hôm để nhằm chống lại cái sự mà chiến tranh với Iran. Như vậy lực lượng Do Thái đã có một lực lượng ủng hộ rất là mạnh, và Iran cũng huy động một lực lượng cũng rất là mạnh ngoài lực lượng của mình, với những máy bay mà không người lái, drones, và những họ tiến hành trình và họ tiến đạn đạo vừa tung vào cuộc. Iran huy động một lực lượng quân sự của chính mình rất là lớn, vệ binh quốc gia, một đội quân rất là tinh nhuệ, với những đội ngũ là drone, máy bay tàng hình của Iran, và những cái họ tiễn đạn đạo, họ tiễn hành trình, hoặc là ballistic missile hoặc là cruise missile được đưa vào cuộc chiến để chống Do Thái. Thì hai bên kẻ tám lạng người nửa cân sẽ coi thử nó như thế nào. Và không gian rầm tiếng đạn nổ, và trái đất thì trên mặt đất sẽ đầy những cái việc mà đổ vỡ
càng 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 phá diễn ra, là chờ xem sẽ diễn ra như thế nào. Tiếp tục thì cái hành động mà ăn miếng trả miếng á, trong thời gian vừa qua giữa Do Thái và Iran đã diễn ra, và quốc tế đang muốn can thiệp bằng cái sự hòa giải. Bởi vì nếu cứ tiếp tục mà trả thù nhau thì không bao giờ kết thúc, không bao giờ có hòa bình. Cái sự việc như chúng tôi đã nói bên trên bắt đầu từ chuyện gì? Từ cái những cái người mà đại diện cho chính quyền Iran, như hội đồng tướng lãnh đi sang sang mượn nước Syria ở Damascus ở Syria, thì họ bị oanh tạc của Do Thái thủ tiêu, Iran trả thù, bây giờ Do Thái trả thù lại, thì như vậy cứ vòng luẩn quẩn, tao đánh mày, mày đánh tao, tao đánh mày lại, mày đánh tao, thì biết bao giờ mới là kết thúc cuộc chiến, và càng ngày càng dễ động nhiều hơn. Cái tiên đoán thì cuộc chiến tranh cấp vùng sẽ diễn ra, một phe Hồi giáo chống lại phe Do Thái giáo, về một phe thế giới của Ả Rập thì chống lại thế giới phương Tây, coi thử chuyện đó có nổ ra không. Và cuộc chiến nó bắt đầu như cuộc chiến Trung Đông nó bùng nổ. Thoạt tiên nó rất là nhỏ, là thoạt tiên là cái người mà Palestinian giới mà vũ trang giới quân 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 giờ Palestinian họ nổi dậy công cuộc tấn công của Hamas, họ tấn công Hamas và bắt đi giết 1.200 người vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, giết 1.200 người, bắt sống làm tù binh nữa là còn 200 người, thì Do Thái mới trả thù lại cuộc tấn công bất ngờ của cái phe Hamas này, và đã chiếm cái vùng một số vùng rất lớn của người Hồi giáo trong lãnh thổ Do Thái, và trục xuất đi sát hại rất nhiều người, sát hại 33.000 người, chứ phải sát hại trả thù lại mà. Người ta giết anh 1.200 người thì anh giết lại 33.000 người, gấp như cả cái chục lần, gấp 30 lần, thưa quý vị, cuộc tàn sát rất kinh khủng. Và nó bây giờ càng ngày không những nổ ra giữa Hamas và Israel, mà bây giờ nổ ra giữa phe Hồi giáo và phe Do Thái giáo, không biết rồi ngày mai sẽ như thế nào. Trên đây thì bạn những bản tin thời sự mới nhất chúng tôi gửi đến quý vị, và ngày mai, trong ngày hôm nay và ngày mai, tôi sẽ gửi đến quý vị cập nhật rõ tin tức chiến tranh giữa Iran và Do Thái như thế nào, và tình chiến tranh toàn các nước, các địa điểm nóng trên thế giới ra sao. Mời quý vị đón xem, để cho quý vị có những bản tin nhanh nhất, kịp thời nhất từ hệ thống truyền thông chúng tôi gồm nhiều anh em khác nhau, thì quý vị có thể ghi danh vào truyền hình Việt Nam 1, số 1 đó, và không tốn kém gì, và quý vị sẽ nhận tin mới nhất từ chúng tôi trong mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị. Và chúng ta coi thử can thiệp của Liên Hợp Quốc, can thiệp vào của các nước trên thế giới về cái tình hình như thế nào. Và ngày hôm nay có điều chúng ta trở lại chút tình hình Hoa Kỳ. Như tôi nói, ngày mai tôi sẽ đưa tin Hoa Kỳ kỹ lưỡng hơn, 2 ngày cuối tuần, để cho quý vị có thể giải trí cuối tuần. Thì hôm nay đã đưa một tiết tin ngắn bên cạnh những tin tức về chiến tranh ở Trung Đông mà chúng ta vừa nói, thì cái phiên tòa xử Trump lại có diễn biến rất là dữ dằn, và ngày trong tuần này diễn ra thứ hai, thứ ba, thứ tư nghỉ, xử thứ năm và thứ sáu, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Như vậy thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu là nhiều bản tin. Thì ngày hôm thứ năm diễn ra ngày hôm qua, thì tòa đã có được khoảng cái bồi thẩm đoàn trại jury đầy đủ, và họ đang ngồi vào ghế xử vào ngày hôm qua thứ năm, và ngày hôm nay tiếp tục ngày thứ sáu họ tiếp tục tuyển chọn cái số mà bồi thẩm đoàn dự bị, còn lại 6 bồi thẩm đoàn dự bị sẽ được tiếp tục tuyển chọn ngày hôm nay thứ sáu, và có lẽ là cuối ngày thứ sáu ngày hôm nay thì họ sẽ ngồi cái ghế mà bồi thẩm đoàn dự bị cũng sẽ được tham dự trong cái phiên xử, để phòng hờ có thể thay thế những người ở trong bồi thẩm đoàn chính. Thì đây là một tốc độ đi rất kinh khủng, và ông Trump cũng ngạc nhiên với tốc độ này. Thì ngày hôm qua thì người ta bàn nhau câu chuyện ngoài lề, câu chuyện trong tòa, nhưng mà không phải chuyện của phiên tòa, là chuyện ông Trump có ngủ gục hay không. Hai bên bàn nhau đánh nhau rất dữ giữa thế giới MAGA, thế giới cuồng Trump, thế giới chống Trump, họ đánh nhau rất dữ về ông Trump có ngủ gục hay không. Thì ngày hôm nay phiên tòa xử thì những tin tức bên lề nó không được nói tới nhiều, nhưng chắc chắn cuối tuần này thì nó sẽ nói rất là nhiều, bởi vì
không có tin tức sự phiên tòa, không thông tin đưa tin phiên tòa, giờ đưa tin như phiên tòa xe gắn chó chứ không xe trong phiên tòa, thì trong lúc có cái chuyện mà ông Trump đang ngủ gật hay không đó là chuyện rất đáng nói. Thì chúng ta sẽ nghe những chuyện khác về phiên tòa vào ngày cuối tuần này. Xin cảm ơn quý vị cùng theo dõi. Như vậy là phiên tòa chính thức của sự ông Trump đã bắt đầu từ hôm nay thứ năm, và như vậy thì có thể kéo dài trong 6 tuần. Chúng ta chờ xem, đã một tuần đi qua rồi, chúng ta chờ xem còn khoảng 5 tuần nữa như thế nào. Thì chúng ta sẽ cập nhật tin tức về phiên tòa nói gì trong ngày mai, quý vị nhớ nhớ đón xem. Và bản tin thứ ba, một chuyện khác cũng rất là rắc rối, thì cái chuyện mà chiến tranh thế giới, tuy Mỹ không có dính trực tiếp vào nhưng Mỹ là một tay đàn anh, trong đó Mỹ phải lo viện trợ các nước đối với cho viện trợ quân sự, vũ khí, tài chính với các nước như là Ukraine, bây giờ Thái, với Đài Loan và với một số nước Biển Đông. Thì thưa quý vị, là trong cái chuyện mà ông chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là Mike Johnson muốn tài trợ ngân khoản cả gần 100 tỷ Mỹ kim cho các nước mà đồng minh của Mỹ đang tham chiến, thì trong đó đặc biệt là Do Thái và Ukraine, thì cái vụ này lâu nay nó chưa được thực hiện, bởi vì nó sẽ giữ tại Hạ viện, không được thực hiện được, không được thông qua được. Tại vì trong Hạ viện Cộng hòa, nếu không có Cộng hòa đồng ý thì Mỹ không có tiền viện trợ. Mà trong Cộng hòa Hạ viện hiện nay chia rẽ hai phe, phe của ông Mike Johnson làm chủ tịch Hạ viện thì lại ủng hộ cái việc cái gói viện trợ đó, muốn phối hợp với dân chủ để thực hiện cái gói viện trợ này cho Ukraine và cho Do Thái. Thì ngược lại bị một phe dân chủ cự, phe cộng hòa cực đoan, và do bà Marjorie Taylor Greene ấy, bà nữ dân biểu đi dẫn đầu, bà ta là người dân biểu của tiểu bang Georgia, của người đảng cộng hòa tiểu bang Georgia, và bà sẽ đòi tước thuế, loại bỏ Mike Johnson ra khỏi chức chủ tịch Hạ viện nếu cái viện trợ này nó sẽ thành hình. Bà chống viện trợ cho Ukraine, chống viện trợ bà Do Thái, và nếu viện trợ của Do Thái mà ông chủ tịch Hạ viện thông qua nó trao cho các nước đó, thì bà sẽ tiến hành kế hoạch lật đổ. Tuy nhiên dư luận cho rằng bà Marjorie Taylor Greene không đủ mạnh, không đủ uy tín để có thể lật đổ ông Mike Johnson. Ông Mike Johnson đó, là chủ tịch Hạ viện đang củng cố cái địa vị của mình với một số đề nghị của các dân chủ cộng, các vị mà dân biểu cộng hòa khác đó, là thay đổi cái luật mà trước thuế một vị chủ tịch Hạ viện trở thành khó, rào cản mới, nhiều rào cản hơn, và bà Marjorie Taylor Greene khó vượt qua. Thì như vậy thì bà muốn loại ông Mike Johnson là chủ tịch Hạ viện cũng không loại được. Thứ hai nữa, cái lực lượng của bà Marjorie Taylor Greene hiện nay không có chỗ đứng đông, chỉ có một số người cực đoan không có chỗ đứng đông tại Hạ viện. Cái thứ ba là bà thường thường bà kết nạp được khối MAGA, nhưng MAGA chia hai phe vì ông Mike Johnson cũng MAGA và bà Marjorie Taylor Greene cũng MAGA, bây giờ hai người phe MAGA đánh nhau thì khối MAGA bị chia rẽ làm hai. Và ông Johnson mở cái con đường máu là nếu cần thiết ông xin cứu viện của đảng Dân Chủ tại Hạ viện, và đảng Dân Chủ cũng đang sẵn lòng để giúp đỡ ông Mike Johnson và giữ lại, vừa giúp đỡ được viện trợ các nước vừa giữ được chiếc ghế của mình. Thì hiện nay Dân Chủ chưa ra đây, họ cũng đang coi tình hình, nhưng mà họ cho rằng nếu bà Marjorie Taylor Greene dân biểu này đi tới nữa thì ông, nếu ông Johnson đủ ra lo được bản thân mình với đảng Cộng hòa, ông thì tự lo đi. Tuy nhiên nếu gặp khó khăn thì đảng chủ sẵn ra đây để giúp đỡ ông Mike Johnson. Như vậy chúng ta thấy cái đảng Cộng hòa từ lúc mà họ cầm được cái Hạ viện Cộng hòa thì họ làm những chuyện lung tung. Ông McCarthy bị loại chức trong thời gian rất là ngắn để làm chức chủ tịch Hạ viện, đưa Mike Johnson lên, bây giờ họ đòi loại Mike Johnson lên và không biểu quyết được gì để thông qua cái đạo luật mà đòi trút thuế, bị bộ trưởng vừa rồi lên thượng viện quốc cái đề nghị đó của Hạ viện Cộng hòa và sọt rác. Thì đó, họ không làm được chuyện gì đó, họ tối ngày đánh nhau trả thù, đánh nhau chửi bới nhau, hết cắn xé bên người này của đảng Dân Chủ thì họ tự cắn xé lẫn nhau. Thì có thể nói đảng đảng Cộng hòa cực kỳ tồi tệ tại tại Hạ viện.
không biết bây giờ. Và trong nội bộ những người Cộng hòa khác, như dân bị hạ viện khác, nhìn thấy nội tình như vậy cũng chán, họ không ở trong muốn hạ viện nữa. Một số người từ chức bỏ đi về làm quan việc khác, không ở trong hạ viện tiếp tục, có làm được gì đâu ở trong hạ viện. Và họ đuổi lẫn nhau, thanh trừng lẫn nhau cũng kinh hoàng lắm. Có thể nói rằng cái hạ viện Cộng hòa trong cái thời đại của Donald Trump ảnh hưởng này rất là tồi tệ. Cái khối viện trợ dành cho Ukraine, dành cho Do Thái, vì cho Đài Loan lên 95.3 tỷ Mỹ Kim, một phát cái xoài 95.3 tỷ Mỹ Kim, thì không biết sẽ bước qua. Và không có khối viện trợ này, nhưng tôi nói một người cựu chiến binh, nhà phân tích của CIA cho biết rằng nếu không có gói viện trợ thì Ukraine không có vũ khí của Mỹ, và không có vũ khí của Mỹ, không có viện trợ tài chính của Mỹ, thì Ukraine thì sụp đổ trong thời gian rất ngắn, mà Nga thì chiến thắng. Và nếu như vậy thì ảnh hưởng của Mỹ trên toàn cầu càng thê thảm. Sau chiến tranh thế giới, sau chiến tranh Việt Nam thì Mỹ mất uy tín rồi. Vì nếu để mất Ukraine nữa thì Mỹ càng bại đầy thương Việt. Đó là lý do rất là quan trọng mà chúng ta cần theo dõi. Đây là một đề tài được bàn tán rất nhiều tại Hạ viện Hoa Kỳ. Và ngày mai chúng ta sẽ có nhiều thời gian, thứ mai, thứ bảy, chủ nhật, cái ý cái tin tức về thời sự, những cuộc họp diễn ra, việc sử ông Trump diễn ra, chúng ta sẽ dành thời gian nói về những cái tình hình này, những thông tin mới và những cái nhận định mới. Thì tôi không biết sẽ ra như thế nào. Đối đầu rất căng thẳng giữa ông Mike Johnson và bà Marjorie Taylor Greene sẽ ra sao, và đảng Hòa đứng bên nào. Đó, chúng ta sẽ chờ xem. Cảm ơn quý vị theo dõi những tin tức cập nhật chúng ta ngay chương trình sáng thứ bảy.